Xin kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông đang lắng nghe chương trình Thời tiết Thủy văn được phát sóng định kỳ vào lúc 18:30 mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Bà Phát Nông. Bà con thân mến, những ngày vừa qua thì thời tiết khu vực các tỉnh Nam Bộ có kiểu là nắng mưa đan xen. Cụ thể là ngày 25 tháng 6 tại khu vực Bến Cát Bình Dương ghi nhận lượng mưa là 97mm, Vĩnh Châu Sóc Trăng là 75,6mm, Phạm Văn Cội thành phố Hồ Chí Minh là 98,8mm. Ngày thì nắng với nền nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức từ 32 cho đến 36,4 độ C và thấp nhất là từ 23 cho đến 28 độ C. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tú Liêm cùng với thạc sĩ Hoàng Thị Ngọc Điệp, chuyên gia đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, sẽ tiếp tục thông tin đến quý khán giả những thông tin thời tiết thủy văn từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 đến cho quý nhà nông mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì Tú Liêm xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến thạc sĩ Hoàng Thị Ngọc Điệp và sẽ nhờ thạc sĩ thông tin đến quý nhà nông mình diễn biến thời tiết những ngày cuối tháng 6 này, cụ thể là ngày 28, 29, 30 tháng 6 ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài, hiện nay thì rãnh thấp có trục đi qua cái khu vực Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam thì hoạt động với cái cường độ ổn định ở cái mức là trung bình. Dự báo vào những ngày giữa tuần từ thứ tư đến thứ năm thì cái rãnh thấp có trục đi qua cái khu vực Bắc Trung Bộ di chuyển về phía Nam với cái cường độ cũng giảm dần, tạo điều kiện cho cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây sẽ phát triển và mở rộng về phía Đông. Do đó mà khu vực các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây ở phía Nam của cái rãnh thấp đi qua cái khu vực miền Trung. Tuy nhiên thì lại kết hợp với cái nhiễu động hình thành ở ngoài khơi khu vực giữa Biển Đông và có xu hướng di chuyển về phía đất liền. Tuy nhiên thì cái vùng nhiễu động này có cái cường độ không mạnh. Do vậy mà thời tiết trên cái khu vực Nam Bộ chủ yếu là mây thay đổi đến nhiều mây, có cái mưa rào tương đối là nhiều, thời gian mưa tập trung vào trưa chiều, chiều tối. Còn ban đêm thì có cái mưa rào rải rác, có nơi thì cũng có cái mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Bên cạnh đó thì mưa lớn có thể làm nước không thoát kịp, sẽ gây ngập úng ở cái khu vực trũng thấp ven sông. Còn đối với ban ngày thì trời giảm mây và nắng, với nền nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất là từ 23 đến 26 độ. Riêng cái khu vực ven biển thì cái nhiệt độ về đêm sẽ dao động ở mức là từ 27 đến 28 độ. Dạ vâng, những ngày cuối tháng 6 này thì lượng mưa tương đối là nhiều, bà con cũng cần lưu ý thông tin này để chúng ta chuẩn bị trước trong canh tác. Thưa thạc sĩ, về tình hình thủy văn thì hiện nay có ghi nhận những thông tin gì đáng chú ý không ạ? Còn đối với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tuần sẽ dao động theo triều. Đến ngày 30 tháng 6 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 1m25, còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 1m4. Đối với cái tình hình thủy văn từ nay, từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm 2023 thì trên sông Đồng Nai cái mực nước tại Tà Lài có khả năng xuất hiện là từ 1 cho đến 2 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng là ở cái mức là từ báo động 1 đến báo động 2. Còn đối với cái sông Cửu Long, từ nay cho đến tháng 9 năm 2023 thì tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng dần và ở cái mức thấp hơn cái trung bình nhiều năm, từ 10 cho đến 20%. Cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều và có cái xu thế là lên dần. Dạ vâng, vậy thì khu vực sông Đồng Nai chúng ta nên lưu ý là từ tháng 7 cho đến tháng 9 thì khả năng xuất hiện từ 1 cho đến 2 đợt lũ, khả năng ở mức từ báo động 1 cho đến báo động 2. Và khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cũng cần chú ý là mực nước đã bắt đầu tăng dần, do đó bà con cũng cần là gia cố lại đê bao nhé. Còn đối với những ngày cuối tuần này và đầu tuần tới, cụ thể là những ngày đầu tháng 7 này, thời tiết có diễn biến tốt hơn không? Tôi liền xin nhờ thạc sĩ sẽ thông tin đến nhà nông ạ. Còn đối với những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái áp thấp nóng ở phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng về phía Đông, nhiễu động ở phía Nam di chuyển về phía Tây và suy yếu, kết hợp với cái gió mùa Tây Nam hoạt động với cái cường độ tăng nhẹ. Do đó mà khu vực các cái tỉnh Nam Bộ mưa thì có cái xu hướng giảm dần, tuy nhiên thì chủ yếu vẫn còn xảy ra ở cái diện là rải rác, thời gian mưa sẽ muộn hơn về chiều tối, có nơi thì cũng có cái mưa vừa, mưa to và dông. Còn đêm thì có cái mưa rào vài nơi. Trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Ban ngày thì trời nắng nhiều hơn, cho nên là cái nhiệt độ trong ngày sẽ tăng từ 2 cho đến 3 độ, phổ biến ở mức là từ 32 đến 35 độ. Còn ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 24 đến 27 độ. Trong tuần thì nắng mưa vẫn còn đang xen những cái cơn mưa dông,
thì trong cái cơn dông thì kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch thì cũng cần phải chú ý đề phòng. Vâng, một tin vui đó chính là những ngày đầu tháng 7 này thì mưa sẽ giảm. Tuy nhiên thì vẫn còn cái diện là rải rác vào lúc chiều tối và muộn hơn. Do đó bà con cũng nên lưu ý nhé. Và với cái thông tin là mưa giảm này thì Tú Liêm tin chắc rằng những cái thao tác ngoài đồng của bà con sẽ trở nên dễ dàng hơn và bà con sẽ có một kế hoạch hoàn hảo cho ruộng lúa nhà mình. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay chính là những cái thông tin về thời tiết biển. Tú Liêm xin nhờ thạc sĩ sẽ chia sẻ đến nhà nông mình những cái thông tin về diễn biến thời tiết ở ngoài biển và đưa ra những cái lời khuyên dành cho bà con ngư dân mình ạ. Còn đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì bà con ngư dân cũng cần đề phòng gió giật mạnh cũng như là lốc xoáy. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau thì gió Tây Nam có cường độ ở mức là cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5. Độ cao sóng thì từ 1 cho đến 2 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang bao gồm huyện đảo Phú Quốc và Vịnh Thái Lan thì gió Tây Nam ở mức là cấp 3, cấp 4. Riêng ngày 30 tháng 6 và ngày 2 tháng 7 thì cái gió Tây Nam ở cái mức là cấp 5, giật trên cấp 5 và độ cao sóng là từ 1 cho đến 2 mét, biển bình thường và có lúc động nhẹ. Còn thời tiết trên cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía Nam thì gió Tây Nam với cái cường độ ở cái mức là trung bình. Tuy nhiên thì cái mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh. Do đó mà bà con ngư dân hoạt động trên cái khu vực vùng biển này cũng cần đề phòng mưa dông kèm theo cái gió giật mạnh rất là nguy hiểm. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Chân thành cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp với những thông tin thời tiết thủy văn trong tuần từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2023. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Bà con thân mến, diễn biến thời tiết sắp tới là giữa tuần có mưa nhiều, sang cuối tuần tức là khoảng đầu tháng 7 thì mưa sẽ giảm thuận tiện cho các thao tác canh tác của bà con mình. Và gần đây thì Tú Liêm có ghi nhận khi mà nắng lên thì mật số rạy phấn nhân lên rất là đông, chúng đánh vàng nhiều trà lúa. Do đó bà con đang có các ruộng lúa giai đoạn làm đồng, giai đoạn trổ nên chú ý quản lý cẩn thận hơn đối với đối tượng này. Và bên cạnh đó thì giai đoạn nắng mưa xen kẽ cũng chú ý là cộng thêm thuốc trừ khuẩn trong bình phun để chúng ta quản lý đối tượng lép vàng triệt để hơn. Chúc bà con sẽ có những ngày thuận lợi khi mà khởi đầu tháng 7 nhé. Tú Liêm và cô Ngọc Điệp xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.